Chào anh ạ. Xin chào chị Thị Vân, xin kính chào quý vị khán giả. Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã trôi qua cách đây một ngày rồi. Thế nhưng đến bây giờ khi mà nhắc tới chiến thắng đó tôi vẫn cảm giác rất là lâng lâng anh Hoàng Anh ạ. Vâng, thật sự là tôi có thể hiểu được cho cảm giác của chị Thị Vân, bởi vì thật sự là lúc này thì tôi cũng đang cảm thấy như vậy. Và chắc chắn rằng quý vị khán giả cũng giống như tôi, cũng đang thật sự là rất là tự hào và vui sướng với những thành tích có thể nói là tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, ngày hôm qua trong phần thể thao của Chuyển động 24 giờ, chúng tôi đã gửi đến quý vị diễn biến trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia, cũng như là một số góc nhìn chuyên môn về trận đấu. Vì thế mà hôm nay tôi xin được kể lại câu chuyện này theo một khía cạnh bên lề hơn và vui vẻ hơn một chút. Cụ thể thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau. Trước đó thì xin được đến với một thông tin mà chắc chắn quý vị sẽ đặc biệt quan tâm. Sau một thời gian dài thương thảo thì Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông, trở thành đơn vị phát sóng chính thức vòng chung kết giải U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 1 năm 2020. Như thường lệ, đồng hành cùng những diễn biến của các trận đấu là chương trình bình luận với format đổi mới, hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả xem truyền hình những giây phút đáng nhớ để đồng hành cổ vũ đội tuyển nước nhà. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội tuyển Việt Nam với tư cách là đương kim Á quân sẽ nằm ở bảng D cùng với các đội tuyển U23 Triều Tiên, U23 Jordani và U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vâng, thật tuyệt vời đúng không thưa quý vị? Như vậy là năm sau bên cạnh vòng chung kết Euro, chúng ta sẽ có thêm một vòng chung kết U23 châu Á để chờ đợi. Đó sẽ là hai trong số các giải đấu lớn được Đài Truyền hình Việt Nam mua bản quyền để gửi đến quý vị khán giả trên sóng của VTV. Chúng ta cùng trở lại câu chuyện của ngày hôm nay. Như đã hứa ở phần đầu thì bây giờ tôi xin được gửi đến quý vị những khoảnh khắc thật hài hước và thú vị của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng trước đội tuyển Indonesia. Bóng đá là môn thể thao tập thể và màn trêu đùa giữa những người đồng đội với nhau mang đi tín hiệu hết sức tích cực, thể hiện sự ăn ý và đoàn kết khi thi đấu trên sân. Tình bạn giữa tiền đạo Công Phượng và thủ môn Văn Lâm vì thế lại càng đáng quý hơn. Quý vị có đoán được hai anh chàng này đang chuẩn bị làm gì qua bức ảnh này không? Xin được giới thiệu với quý vị một đồng nghiệp mới của chúng tôi, phóng viên Công Phượng. Nói đây là nghe rõ này. Anh có cảm xúc gì khi mà anh được tới Bali để du lịch? Lâm cảm thấy rất là tuyệt vời. I feel very happy when I come here and I really don't want to go home because everywhere is very beautiful. You don't want to play? No, I still want to play around 20 years more. Same like Gianluigi Buffon. But why you don't want to back to play? See, the way here is beautiful. You know? You can stay here and relax and do everything what you want. How long do you want to stay here? I think 1 or 2, 2-3 years. So, will you stay with me? Phóng viên Công Phượng tác nghiệp tại Bali, Indonesia. Ở đó là phóng viên Công Phượng. Sau bản phỏng vấn nhanh vừa rồi thì phóng viên Công Phượng đã nói lời chia tay người bạn Văn Lâm để di chuyển sang Bỉ. Văn Lâm và Văn Hậu cũng bay thẳng sang Thái Lan cũng như là Hà Lan để hội quân với câu lạc bộ mà họ đang thi đấu. Những cầu thủ còn lại thì trở về Việt Nam để chuẩn bị cho các kế hoạch tiếp theo. Một không khí vui tươi và phấn khởi là điều mà phóng viên chúng tôi thấy rõ nhất ở cả đội, bởi vì chúng ta trở về với phong thái của những người chiến thắng. Trước khi trở về, tranh thủ mua sắm ở sân bay Indonesia. Đức Huy bật mí sở thích thú vị của mình. Và sau hành trình 4 giờ bay, đội tuyển Việt Nam đã có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào chiều tối ngày hôm qua. Ra đón thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, ngoài người hâm mộ còn có ông Cao Văn Tróng, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đại diện của VFF đã trao những bó hoa tươi thắm cho huấn luyện viên Park Hang-seo và đội trưởng Quế Ngọc Hải. Các cầu thủ đều tỏ ra khá vui vẻ dù vừa trải qua một hành trình bay khá dài. Sau khi thi đấu vòng 26 V-League, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu trong tháng 11 tại vòng loại World Cup 2022 với tư cách chủ nhà. Đón tiếp đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 14 tháng 11 và đội tuyển Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 trên sân nhà Mỹ Đình.
Có những hình ảnh mà tôi nghĩ rằng là khiến cho những người hùng của chúng ta gần hơn với khán giả truyền hình rất là nhiều, đặc biệt là cái hình ảnh mà Công Phượng của chúng ta làm phóng viên này, hay là lựa chọn khi mà đi mua sắm làm quà về cho người thân. Như anh nói đấy, đúng là phong thái của người chiến thắng. Thế còn kế hoạch tiếp theo của các cầu thủ của chúng ta là gì ạ? Chúng ta sẽ thi đấu vòng 26 của giải bóng đá vô địch quốc gia với League World Cup 2017 vào cuối tuần này, và sau đó 2 tuần chúng ta sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 với tư cách là chủ nhà, gặp đội tuyển rất mạnh là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi đến ngày 14 tháng 11 đúng không ạ? Xin được cảm ơn anh Hoàng Anh với thông tin thể thao hôm nay. Hy vọng rằng những sự hứng khởi như vậy sẽ còn tiếp tục để đồng hành cùng với chúng ta trong chặng đường tiếp theo. Cảm ơn chị Thụy Vân.